tam phong tôn thần quan lớn thái tử đề tam phương phi diện bảo lòng nhàn khác thường. Xuyên ngã tích tăng cung giang kiếm phụng hoàng tập cận thạch chưa tiền trung phương văn hoa sớm dâng lên thượng này văn sớm dâng lên trình quan tam phủ chép biên rõ ràng khi cho nhị tự thượng xuyên linh linh thọ trường phi cho xúc bách thang cường dùng mạnh khang cường đồ cho xúc bách khang cường vì xa trung ương thịnh lộc tài đề đa bốn mùa xuân hạ thu đông. Đệ tử tiến dâng đàn này, đệ tử tiến dâng nghi dâng trước cộng đồng Phật thánh chứng minh quan về tiến linh lên trình.
tiên nhẫn thông phi ngại, nhục nhẫn ngại phi thông, pháp nhẫn duy quán tục tuệ nhẫn dục viên thông, chứ gì thể hoàn đồng quang minh pháp giới lội vô số tất hàm dòng nhân nhân giải cụ túc vật vật tổng viên thông tính môn hai chữ sứ giáo hoa mãn tổng tâm. Đàn này nè từ tiến dân đi dân trước công đồng Phật thánh chứng minh quan về tiến lễ nên trình tam thai sinh ngã lai tam thai dưỡng ngã lai tam thai vụ ngã này nhất an tam một định vì an thất cách định tam an thân thể giang mệnh vì đắc trường sinh. Tiên nhân thông phi ngại nhục nhân ngại phi thông pháp nhẫn duy quan tục tuệ nhẫn trực viên thông chứ gì thể hoàn đồng quang minh pháp giữ nội vô số bất hàm dòng nhật nhật hai cùng túc vật vật tổng viên thông đứng một hai chữ sư giáo hóa mạng tổng thân. Trời căn đẳng số cao, nhân thế mệnh, hình hài tiến dẫn thay cho rõ rõ tên. Tam thai sinh ngã lại, tam thai dưỡng ngã lại, tam thai hồn ngã lại, nhất an tam hồn bình, thì an thất phách định tam an thân thể trang. Thank you.
nhang sức một chiền ý tâu thể đức vương quả tâu thể đức vương quả kim trung trung tử tiên bản văn đã dâng sự tích nghi ông tam hoàng câu thơ phú khi ra khơi vào lạnh thành thơi
thuyền rồng trong chiếc chèo bơi xích đằng sông tuần này nơi đi về. Tổ tích một tòa núi kia đất anh nào tổ kim lưng đây khắp mọi miền đã dày thần cư. Thì diều quáng miên chiếu đàn xuyên ngã tích tăng cúng giang kiếm phục hoàng tần cẩn bánh chua tiên tục dương ca năng tân dân từng bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đinh lễ dòng nhạc tập cờ diều khai quan và chiếu đàn xuyên
sơ điệp dâng lên tượng này, sơ điệp dâng lên trình quan đệ ô chúa phê cho tượng kỵ cho điệp trường sinh. Tượng sinh về cho kỳ tượng tràn sinh, chữ phú chữ quỳ an ninh thọ trường vì cho sức mạnh càng cường. Văn sớ dâng lên thượng này, văn sớ dâng lên quan quần tổ đôi, chép biến rõ ràng vì cho nhị đức trường sinh. Cân nặng số cao bởi trời, cân nặng số cao nhân thế mạnh, hình hài tiến dẫn khai cho rõ rõ tiền. Chữ vô chữ quỳ khang minh thọ trường vì cho giúp mạnh mạnh hàng cường. Gia trung hương thịnh lộc lộc tài đề đăng, bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông bốn mùa, xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc về thu đông cầu tài, ba tháng thành công mách trừ tai. Nhất an tam một đình nhị an thất phách linh tam an thân thể trang bình vị đắc trường sinh. Thank you.
khuyết vì đời xa tay giúp sức ý chí anh hùng mà huân đúc bay đầu dày lập chiến cầu đau vua phong thánh hồng châu tòng quyền thượng đi đường xa
cung đàn dưới nguyệt ni con nô đỏ trên sông. Sông tranh ơi hỡi, bên sông tranh non nước vẫn còn ghi đồng gia tín chủ ai ai cũng thần thương
quyền thứ hai muốn bán trăm đường tiền tài như mất bạc vàng để đá. Quyền thứ ba canh hầu đặt lễ phù hộ đệ tử được phú quý sang giàu. Bốn nguyện cầu, bốn nguyện cầu quốc thái dân an, tiêu tan dịch bệnh dân an được thái bình. Năm nguyện nguyện sống thật lâu, nhờ ơn quan lớn thì được phúc lâu giàu bề. Sáu nguyện chắc sáng bản đền, của cô đệ tử đời đời được vinh hoa. Bảy nguyện phúc đăng hà xa, bao nhiêu hàn ách quan tống ra hải ngoài. Tám nguyện gia trẻ gái trai, gia chúc thịnh vượng lộc tài hân hoan. Chín nguyện gia phúc lư ân, quốc phù đệ tử được mười phấn vẻ mười. Ông đổ ra tới nguyện thứ mười, con cháu cháu nối dòng được đề ra. Thành ra hải động đình nào tin con điêu thất thành linh các luận. Thành ra thánh thượng ngàn dân văn lẽ châu ba đệ nhị trên ngàn đốc quốc tuần quan đi giáng đề đây châu đệ nhị trên ngàn đó chiến hai sao ý. Tôi
sơn sấm gian mặt bè lúc
30 mùng 1 hôm rằm 30 tư
thiên bốt mùa dày. Ông Ngọc lắm về đến đây cho nhiều, ban cho thịnh đồng dài nhất xa kia. Thank you.
sông lục châu đẹp khắp người dần ra. Đôi thúc huyên vui mừng ngỡ, cả bà lan đừng nỡ giờ xiên bơi ngày như thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thành nở tiên sàn trần, trầu đục lên đỉnh đôi hóa thân. Châu bà lên đỉnh núi hóa thân, để lại một đôi mi hai sào trước sân Nam Bắc, vượt sông Kỳ nên tới đồng đăng nghĩ. Trăng nghi khuyết
bằng sao ý dựng ngỡ trời đền bảo và nơi thành nơ tích ông bày hoàng thực đích nơ trung quân sinh thời sinh thời là tướng dân đi hay còn để rộng để can non mòn cũng quyết thử ra cho biết quay danh giang kim phụng hoàng thân quản thánh chúa tiên trung phương ca lăng tần già âm từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim định để khai quang tỏa chiếu thiên tô Thank you.
dâng câu thiên bảo chúc lời, chúc lời tặng lòng, chúc chen đủ lòng trả thơm, chúc chen trả phù lòng tay cô nâng bình ngọc, các bạn tiền dâng ông chen trả. Yến thượng kim ban yến xa ô long, ông bảy yến thượng kim ban đấu đơn cùng trà long tình tình đúc thanh đàn quan hoàng bảy yến vui. Hồng trà ba chén các cô khuyên mời hình hương minh cây na
hay các cô còn xót nguyệt say hoa lại đây tìm thuốc phang trà giúp quan hoàng bày quan hoàng bảy ngày thích á phiền với kèo xìu lúc thành tuế nguyệt cấu kim cô hoàng say với non sông thỏa tháng ngày trên bảo hà có trăm tú cảnh vui thay quan hoàng bày ngài vui với phù dung với cỏ sáng mù yêu phàng ơ sáng
xa còn xa bưởi phân. Thank you.
khai quang long nhan tập kỳ diệu quang miên chiếu đàn duyên ngã tích tăng cung giàn kim phục hoàng thân phật thánh chúa tiền trung phương căng tân giá ân từ mi mân chúng sinh cố ngã kim định để khai quang phá chiếu thiên tô lên bề ngọc kính vua ta mẫu đệ các o
dâng vào ta mời rước đức hoàng mời sư a sư rước ông mời sôi tuần chúng dâng lên bề ngọc đề các có nâng mời là mời rước đức hoàng mời sơi a sơi a sơi rước đức hoàng mời chắc mày
vô phủ đồi ngàn đây. Bác ghế đề xin ông lộc tài. Lấy xuân về thì đào hồng hết đủ. Hồn quỳnh tiên quân tù dăm ba. Gió mây chứ gió mây bát ngát bao la mà đường cô. Sự nghề quê hoa thì hoa có đẹp tốt tươi. Ai muốn vô thăm Bích Động Thành, vô trong một sự nghề tới nơi
việc ác vô cùng anh thánh giả mà cứ làm sao đối mà ứng không chứ phải chăng là ngẩn ngơ lòng nay quan hoàng thập ngự đồng ngự đồng hào soi đêm thân
tiên sứ nghệ quan hoàng đức danh. Bước bên kia dầu cả nhưng cốc hoa ngàn năm vẫn xa, núi kia dấu mòn nhưng vẫn vẫn tựa vẫn quyền cai cửu tỉnh nhớ hầu trong bự tòa. Có lấy làm nhà cái quốc sĩ kia, có lấy làm nhà sạch gì mắc vọng chung ra trước cửa đèn. Thank you.
Ơi
sơn hà cụ quạt cho ma hát lòng lòng sơn hà quạt cho nam nữ sẽ ra đều được bình an tình 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 và tình 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 à ta tình tình buồn múa quạt múa cờ cô chim ngự đồng mua quạt cụ chín hầu mẫu mua cờ hầu đức cha tình 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 khúc tình 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 thank you.
áo về châu màu vương cảnh tiên, cảnh tiên tú vì là thành ra